Sáng ngày 29 tháng 8, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị Quận tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8. Đồng chí Trần Trọng Tuân, Phó trưởng phòng Tuyên truyền báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy, thông tin đến các đại biểu tình thế giới khu vực và kết quả trong công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị Quận triển khai hướng dẫn tuyên truyền và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9 đồng chí trưởng ban tuyên giáo quận ủy, giám đốc trung tâm chính trị quận đề nghị các cấp ủy đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến phường tiếp tục tuyên truyền những kết quả đạt được và hạn chế tồn tại trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội đất nước, thành phố và quận trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023, kết quả thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố và quận, việc thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về việc sắp nhập, thành lập mới các đơn vị hành chính theo nghị quyết của quốc hội trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền về kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, kỳ họp giữa năm của Hội đồng Nhân dân thành phố và quận, nhiệm kỳ 2021-2026, các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, tự soi, tự sửa, về nội dung tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhân nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với việc tiếp tục thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về khai thác huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng phát triển và bảo vệ thành phố kết quả phong trào thi đua nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2023 gắn với kết quả 2 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị khóa 13, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đảng và nhà nước thời gian qua, các cơ chế chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lớn trong tháng 9 năm 2023, các hoạt động khai giảng năm học mới 2023-2024.